Chào anh. Em. À, xin chào anh Dũng và xin chào quý khán giả trong trường quay. Vâng, cái tên này của em có thường bị cô giáo để ý khi hồi đi học hay bị gọi lên bảng không? Hiếm khi bị dò bài. Tại vì thầy cô thường sẽ hay sợ lại gọi nhầm á. Tại vì chữ công là chữ K chứ không phải là chữ C. Cái này là do là bố mẹ cố tình chú ý đặt thế à? À, tại bố em cố tình đặt thế vì lúc trước bố có đọc cái cuốn sách Đường Cách Mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. À, thì bác viết là chữ cách là chữ K. Dạ, chữ cách là chữ K. Vâng, nên là một người có tên rất độc và hôm nay anh ấy sẽ đến tham dự Ai Là Triệu Phú. Bây giờ xin mời bạn lên ghế đọc, mời bạn. Vâng. Ấn tượng ban đầu của tôi về bạn là một người rất là hiền lành. Những bạn đề ở trong bản đăng ký của bạn là khá là khó tính. Người khác nhận xét về bạn là khó tính. Tức là nếu mà hẹn với em thì phải đúng giờ. Hẹn với em là phải đúng giờ. Dạ. Nếu như người ta không đúng giờ thì em sẽ như thế nào? Thì cũng hơi khó chịu một tí. Hơi khó chịu. Dạ. Công việc của em hiện tại đang làm gì? Dạ, em đang công tác ở Trung tâm Hỗ trợ Xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh. Vâng. Dạ. Công việc có bận rộn không? Có phải đi công tác nhiều không? Dạ, công việc thì cơ quan làm theo chế độ ca, dạ, trực 24/24. À, ngoài ra thì đam mê của em có những đam mê nào khác? Em thì em thích đi du lịch, thích lên truyền hình. Bạn đã lên được bao nhiêu chương trình truyền hình rồi? Dạ, đợt trước em có lên chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Bạn Muốn Hẹn Hò? Dạ vâng. Thế kết quả thế nào? Dạ thì cũng việc một thời gian thì cũng không hợp. Rồi, tức là lên thi Bạn Muốn Hẹn Hò thì được đi hẹn hò này. Dạ. Còn thi Ai Là Triệu Phú thì tôi nghĩ là khả năng là bạn cũng sẽ thành triệu phú thôi. Dạ, bạn vâng, có chuẩn bị tinh thần. Bạn có vẻ có duyên với các chương trình truyền hình. Dạ vâng. Hôm nay bạn đến chơi với chúng tôi cùng với ai? Dạ em đến với lại em họ của em là Trần Văn Hiếu. Bạn Hiếu ạ? Dạ. Vâng ạ, xin chào bạn Hiếu ạ. Đầu tiên em xin gửi lời chào đến MC Đinh Tiến Dũng và mọi người đang có mặt ở trường quay. Vâng. Em tên là Trần Văn Hiếu, hiện em đang là sinh viên năm 3 của trường đại học FPT ở Thành phố Hồ Chí Minh. Bạn hôm nay bạn có đến hỗ trợ cho anh bạn là hỗ trợ theo mảng lĩnh vực nào? Dạ em có kiến thức cũng khá rộng về địa lý và cũng như là lịch sử của các nước trên thế giới. Vâng, thì lát nữa khi nào mà anh của bạn cần thì xin mời Hiếu xuống đây để trợ giúp cho anh của mình. Dạ. Vâng, cảm ơn bạn. Bạn Lệnh thân mến, sau đây mình sẽ thông qua với bạn luật chơi của chương trình. Chương trình của chúng ta có tất cả 15 câu hỏi. Trong đó có 3 mốc quan trọng là mốc 5, mốc 10 và 15. Bạn sẽ có 3 quyền trợ giúp, đó là 50-50. Gọi điện thoại cho người thân, hỏi ý kiến bạn Hiếu trên khán đài. Và kể từ câu số 6, bạn sẽ có thêm một quyền trợ giúp, đó là hỏi ý kiến hai nhà thông thái. Ngày hôm nay bạn sẽ có sự trợ giúp của hai nhà thông thái là nhà văn Trương Quý và siêu trí tuệ Việt Nam Hà Việt Hoàng. Chúng tôi xin phép được kết nối cùng với hai nhà thông thái ạ. Vâng, xin chào anh nhà thông thái ạ. Tôi ở đây có một người chơi chắc là lần đầu tiên trong chương trình có tên lạ thế. Và không biết là các nhà thông thái có muốn giao lưu gì với người chơi của chúng tôi không ạ? Có lẽ là trước tiên thì tôi xin chúc bạn sẽ bình tĩnh vượt qua được những cái mốc quan trọng. Tôi cũng rất nôn nóng vì được một cái vinh dự được ngồi lây với cả 1 triệu phú. Vâng, hôm nay cũng là lần đầu tiên nhà văn Trương Quý lên đây ngồi với vai trò là nhà thông thái. Thực ra anh cũng đừng áp lực lắm vì cái tên này thực ra là khi chúng tôi dịch thì chúng tôi cũng không biết dịch thế nào cho nó chuẩn. Thì thôi là để là nhà thông thái, nghe cho oách, nhưng mà thi thoảng nhà thông thái vẫn sai bình thường. Anh Ngọc hỗ trợ sai mấy nhát rồi, nên là anh cứ bình tĩnh ngồi, có em Hoàng ở đấy thì cũng là nhà thông thái kỳ cựu của chúng tôi nên là có thể sẽ hỗ trợ thêm cho anh Quý. Vâng. Em thì không biết kỳ cựu hay không nhưng mà vừa nãy em có nghe người chơi nói là người chơi rất là đúng giờ. Thường là sẽ rất là khó chịu nếu như mà người khác muộn giờ. Vâng. Và em thì cũng xin thú thật là em thì cũng là chúa delay. Chúa delay. Em mà đến hẹn đúng giờ nó là một cái điều khá là lạ. Nói vui vui vậy thôi, ở bên ngoài thì có thể muộn giờ nhưng mà nếu như có cơ hội để mà tư vấn cho người chơi trong ngày hôm nay thì chắc là sẽ cố gắng để mà uy tín nhất có thể. Vâng, tại vì bạn chỉ có 30 giây thôi. Vâng. Nên cố gắng đừng có muộn giờ, muộn 30 giây là thôi đấy, người chơi của chúng tôi sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Vâng. Vâng ạ, mong các nhà thông thái cố gắng hỗ trợ. Cảm ơn các nhà thông thái ạ. Bạn Lệnh thân mến, tất cả đã sẵn sàng, bạn đã sẵn sàng chưa? Dạ, em cũng sẵn sàng, mong sẽ vượt qua nhiều câu. Vâng, chắc chắn rồi. Thưa quý vị, khi người chơi của chúng ta đã sẵn sàng, chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm ai là triệu phú. Xin mời câu hỏi đầu tiên. Đâu là tên một loài cá lớn sống dưới biển? Nhà ngói, nhà tranh, nhà táng
hay là nhà băng? Xin mời bạn. Dạ, C là đáp án cuối cùng em. Cá nhà táng, hoàn toàn chính xác, thì chúc mừng bạn. Xin mời câu hỏi số 2. Đầu đỏ mỏ đen, xuống tắm ao sen, lên cầy ruộng cạn là gì? Thước kẻ, bút mực, cục tẩy hay là viên phấn? Xin mời bạn. Dạ, em chọn đáp án B. B, bút mực, hoàn toàn chính xác, xin chúc mừng bạn. Xin mời câu hỏi số 3. Câu nào sau đây không có hàm ý nói về sự khoe khoang, kiêu ngạo? Thùng rỗng kêu to, coi trời bằng vung, năng nhặt chặt bị hay là tự cao tự đại? Xin mời bạn. Dạ, C là đáp án cuối cùng em. Năng nhặt chặt bị, hoàn toàn chính xác, xin chúc mừng bạn. Xin mời câu hỏi số 4. Đơn vị hành chính nào sau đây tương đương với đơn vị hành chính cấp xã, tỉnh, thành phố, huyện hay là phường? Xin mời bạn. Dạ, hay gọi là xã, phường, thị trấn. Dạ, em chọn đáp án D. Vâng, D, cái này thì không làm khó được bạn, phải đúng chuyên ngành. Xin chúc mừng bạn, hoàn toàn chính xác. Xin mời câu hỏi số 5. Từ ngữ dân gian vượt cạn thường được sử dụng nhằm chỉ việc gì? Phòng tránh bão, thi đại học, sinh nở hay là leo núi? Xin mời bạn. Dạ, trước đây thì chị em đi sanh thì mẹ cũng hay chúc là vượt cạn thành công. Vượt cạn thành công. Dạ, vâng. Sinh nở, đó là C, đó là cùng em. C, sinh nở, hoàn toàn chính xác, xin chúc mừng bạn. Vượt qua 5 câu cũng không khó khăn lắm. Dạ, vâng. Phần thưởng của bạn bây giờ đang là 2 triệu đồng. Nếu vượt qua câu số 6, phần thưởng của bạn sẽ tăng lên 3 triệu đồng. Và kể từ câu số 6, bạn sẽ có thêm một quyền trợ giúp, đó là hỏi ý kiến hai nhà thông thái. Bạn còn nguyên cả 4 quyền trợ giúp. Bạn sẵn sàng đến với câu số 6 chưa? Dạ vâng. Vâng. Xin mời câu hỏi số 6. Triều Nguyễn có bao nhiêu đời vua? 10, 11, 12 hay là 13? Xin mời bạn. Câu này đúng lúc vào sáng không có tra. Tức là ôn bài đúng tủ thế à? 13, em nhớ là có 13. Có 13. Dạ. Dạ, em chọn đáp án D, 13 đời vua. D, 13 đời vua. Vâng. Bạn ấy mới ôn buổi sáng. Phương án D là phương án chính xác, xin chúc mừng bạn. Triều Nguyễn tồn tại trong 143 năm, từ năm 1802 đến năm 1945 với 13 đời vua. Dạ vâng. Đây là thông tin thêm cho quý vị khán giả, còn tôi nghĩ là bạn cũng đọc cái thông tin từ lúc sáng đấy rồi. Em mà sáng tình cờ thôi là em có coi về các triều đại, nhưng mà em chỉ coi là có bao nhiêu đời vua thôi. À đấy, thế nào lại coi đúng luôn vào cái dữ kiện để trả lời được câu 6, thì cũng là có tí may mắn ở đây. Dạ vâng. Bạn đã vượt qua câu số 6, phần thưởng của bạn bây giờ đang là 3 triệu đồng. Nếu vượt qua câu số 7, phần thưởng của bạn sẽ tăng lên 6 triệu đồng và bạn vẫn còn nguyên cả 4 người trợ giúp. Bạn sẵn sàng đến với câu số 7 chưa? Dạ vâng ạ. Vâng, xin mời câu hỏi số 7. Ca dao có câu: dã tràng xe cát biển Đông, nhọc nhằn mà chẳng nên công cán gì, dã tràng thuộc loại động vật gì? Một loài cá nhỏ, một loại cua nhỏ, một loại rắn nhỏ hay là một loại rùa nhỏ? Xin mời bạn. Dạ, B là đáp án cuối cùng của em. Anh thế ạ. Dạ. Vâng, trong quá trình tôi đọc là bạn đã biết là câu trả lời là gì rồi đúng không? Dạ, biết rồi. Bạn có ra biển, bạn có hay đuổi dã tràng không? Dạ không, nhưng mà tại vì đáp án mình có thể loại trừ được dã tràng, nó giống như con cua. Và phương án B là phương án chính xác, xin chúc mừng bạn. Và bạn lại xuất sắc vượt qua không cần đến sự trợ giúp. Bạn đã vượt qua câu số 7. Phần thưởng của bạn bây giờ đang là 6 triệu đồng. Nếu vượt qua câu số 8, phần thưởng của bạn sẽ tăng lên 10 triệu đồng. Và bạn vẫn còn nguyên cả 4 quyền trợ giúp. Bạn sẵn sàng đến với câu số 8 chưa? Dạ vâng ạ. Vâng ạ. Xin mời câu hỏi số 8. Thiết kế của nhà ga sân bay Liên Khương, Lâm Đồng
được lấy cảm hứng từ loài hoa nào? Hoa sen, hoa hướng dương, hoa cẩm tú cầu hay là hoa dã quỷ? Xin mời bạn. Trên Đà Lạt thì có mấy cái địa điểm nổi tiếng như là quảng trường hay là cái có người thì là có thiết kế từ hình hoa cẩm tú cầu. Còn sân bay Liên Khương thì em chưa có đi. Tức là chưa bay qua sân bay bao giờ, toàn là đi đường bộ về đến Đà Lạt thôi. Em thì em nghĩ phân vân là hoa cẩm tú cầu thì nó là hoa ở Đà Lạt nhiều. Hoa Đà Lạt nhiều có cẩm tú cầu. Hoa dã quỳ. Dã quỳ nữa. Tức là đang phân vân là cẩm tú cầu hoặc là dã quỳ. Thì em muốn hỏi sự trợ giúp của hai nhà thông thái. Bạn muốn hỏi hai nhà thông thái. Dạ vâng. Chúng tôi xin phép được kết nối cùng với hai nhà thông thái ạ. Xin chào hai nhà thông thái ạ. Người chơi của chúng tôi đang gặp một câu hỏi khó khăn và quyết định nhờ hai nhà thông thái. Hai nhà thông thái sẵn sàng chưa ạ? Vâng, sẵn sàng ạ. Vâng ạ. Hai nhà thông thái và người chơi sẽ có 30 giây để vừa hỏi vừa trả lời. 30 giây bắt đầu. Thiết kế của nhà ga sân bay Liên Thương Lâm Đồng được lấy cảm hứng từ loài hoa nào? A. Hoa sen, hoa hướng dương, hoa cẩm tú cầu và hoa dã quỳ. Hai người nghe rõ không ạ? Nghe rõ rồi. Đó là một lời hoa. Tôi chọn là biểu tượng. Hoa dã quỳ là rất là quen thuộc ở Đà Lạt. Vâng. Tôi đã đến đây thấy có màu vàng rất đặc trưng. Tôi nghĩ là dã quỳ. Em đoán đã bay ở cái sân bay này một vài lần. Đáp bán D ạ, hoa dã quỳ ạ. Vâng. Đã, em cảm ơn ạ. Tức là một trong hai phương án bạn phân vân. Bạn Hoàng thì còn nói là đã đi đến sân bay này mấy lần rồi. Vâng. Dạ. Thì em sẽ nghe sự giúp của hai nhà ông Thái. Vâng. Em chọn hoa dã quỳ là đáp án cuối cùng của em. D, hoa dã quỳ. Và D là phương án chính xác. Xin chúc mừng bạn. Vâng ạ. Chúng tôi xin phép được kết nối lại với hai nhà thông thái ạ. Xin chúc mừng hai nhà thông thái, đặc biệt là chúc mừng anh Quý. Vâng. Lần đầu chào sân ai là Triệu Phú, anh đã có phần tư vấn được thành 10 công. 10 triệu anh ạ. Coi như là ngay trận đầu ra mắt là đã ghi một bàn thắng. Chúng ta còn mấy trận phía sau nữa, anh cứ chuẩn bị tinh thần. Dạ, em xin cảm ơn sự trợ giúp của hai nhà thông thái. Vâng ạ, cảm ơn các nhà thông thái. Nhà ga có những vỏ mái uốn cong mềm mại màu vàng cam như một đóa hoa dã quỳ rực rỡ, nổi bật trên núi rừng Tây Nguyên. Công trình đã giành giải nhất giải thưởng kiến trúc quốc gia năm 2010. Yeah. Bạn đã vượt qua câu số 8. Phần thưởng của bạn bây giờ đang là 10 triệu đồng. Yeah. Nếu vượt qua câu số 9, phần thưởng sẽ tăng lên 14 triệu đồng và bạn còn 3 quyền trợ giúp nữa. Bạn sẵn sàng đối với câu số 9 chưa? Dạ vâng ạ. Vâng ạ. Xin mời câu hỏi số 9. Câu nói lưu truyền trong dân gian, một tiếng gà gáy, 6 huyện cùng nghe, nói về vùng đất nào? Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa hay là Nghệ An? Xin mời bạn. Em chỉ nghe là có cái một tiếng gà gáy, ba nước Đông Dương cùng nghe. Vâng. Em thì thiên về đáp án D. Đáp án D, Nghệ An. Tại sao? Em nghĩ là nếu mà gà gáy to thì phải ở vị trí nó cao một tí. Vị trí cao thì mới xung quanh mới nghe được. Nghệ An thì cũng có nhiều đồi núi. Em trai em tới chơi, chắc phải cho em trai lên truyền hình. Vâng, bạn mời bạn Hiếu lên ạ. Dạ vâng. Ok, xin mời bạn Hiếu, người chơi của chúng tôi quyết định là dùng quyền trợ giúp hỏi người bạn đồng hành. Xin mời Hiếu xuống đây. Nào, hai anh em suy luận xem con gà này nó ở tỉnh nào nào. Rồi, một tiếng gà gáy, 6 huyện cùng nghe, mời hai anh em. Thì em cũng có khả năng cao, em nghĩ là đáp án B. Thái Bình, Ninh Bình. Ninh Bình. Em nghiêng về phương án Ninh Bình, em nghiêng khoảng bao nhiêu phần trăm? Dạ, cũng 60%. 60%? Dạ. Vâng. Tức là bên đây là em chỉ nghiêng về theo cảm tính của em hay có dữ kiện gì? Dạ, cũng phần cảm tính. Cảm tính, vâng. À, chạy 50-50. Chắc em xin chọn tiếp sẽ chỉ giúp 50-50. 50-50? Dạ vâng. Vâng ạ. Chúng tôi xin nhờ máy tính bỏ giúp đi hai phương án không chính xác ạ. Và xin cảm ơn bạn Hiếu. Xin mời bạn trở lại khán đài. Hiếu thì xuống nói là Ninh Bình. Người chơi của chúng tôi thì đang nghiêng về Nghệ An. Vâng.
Bây giờ cứ dùng 50-50 xem là như thế nào. Rồi, cả hai phương án của hai anh em đều hướng tới, đều biến mất. Đấy, tài tình hết chứ đấy. Bây giờ chỉ còn có Thái Bình hay là Thanh Hóa thôi. Nào, căng nhỉ. Nào anh em mình lại suy luận tiếp. Dạ vâng. Thái Bình thì là quê hương Năm Tấn. Quê hương Năm Tấn thì chắc là có lúa gạo nhiều, chắc gà nhiều. Lúa gạo nhiều, gà nhiều. Suy luận thì cũng được, cũng là một cách suy luận. Và còn Thanh Hóa sao? Thanh Hóa là tỉnh có dân số đông, lại có vùng núi nhiều. Em sử dụng sẽ giúp cuối cùng luôn. Sử dụng cuối cùng. Dạ vâng. Vâng, bạn gọi điện thoại cho ai? Dạ, cho anh Trịnh Thanh Tân. Vâng ạ, chúng tôi xin phép được kết nối điện thoại với bạn Tân ạ. Đây rồi. Dạ, alo Tân nha. Xin chào bạn Tân ạ. Dạ, chú, con chào chú Dũng ạ. Cái gì, con chào chú Dũng ạ? Dạ. Anh em thôi, bạn ơi, bạn cứ gọi mình là anh em thôi. Mình đang gọi cho bạn từ chương trình Ai Là Triệu Phú. Dạ vâng ạ. Vâng, mình đang ngồi cùng với bạn Lệnh. Và bạn Lệnh đang gặp một chút khó khăn với câu hỏi của chương trình. Quyết định nhờ sự trợ giúp của Tân. Tân sẵn sàng chưa? Dạ, con sẵn sàng chú ạ. Vâng, hai anh em sẽ có 30 giây để vừa hỏi vừa trả lời. 30 giây, bắt đầu. Anh ơi, một tiếng gà gáy sáu huyện cùng nghe là nói về vùng đất nào? A là Thái Bình hay là Thanh Hóa? Tiếng gà gáy sáu huyện cùng nghe. Một tiếng gà gáy sáu huyện cùng nghe là Thái Bình hay là Thanh Hóa? Anh không nhớ kỹ nhưng mà anh nghĩ là Thái Bình đấy. À, dạ. Em còn việc thì giúp thì cứ sử dụng nha, chứ anh nhớ không rõ. Dạ vâng, dạ vâng. Cảm ơn anh chị. Vâng. Tức là bạn Tân này là bạn tự ngồi bạn ấy vận dụng kiến thức của mình. Dạ. Thực ra là bạn thêm một tổ thông thái nữa, ngồi nhà thôi đúng không? Dạ vâng. Coi như mình đã hết khả năng trong câu này. Bây giờ chỉ còn dựa vào hai việc. Một, bạn dừng cuộc chơi tại đây, bạn bảo toàn 10 triệu ra về và thử trả lời câu số 9. Hai, bạn liều chọn một phương án trong hai phương án còn lại. Nếu đúng bạn lên 14 triệu, nếu sai bạn về mức 2 triệu. Tới đây chương trình này cũng là vui rồi. Vâng. Thì em xin mạo hiểm. Bạn sẽ mạo hiểm. Dạ. Em chọn đáp án A, Thái Bình. Đáp án A, Thái Bình. Vâng. Bạn đã tiêu tốn rất nhiều quyền trợ giúp để cho câu hỏi này. Và cuối cùng bạn dùng đến may mắn. Dạ vâng. Phương án A liệu có phải là phương án may mắn của bạn hay không? Phương án trả lời chính xác sẽ có sau ít phút nữa. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với chương trình Ai Là Triệu Phú. Người chơi của chúng tôi dùng đến 3 quyền trợ giúp cho câu hỏi này. Và cuối cùng anh quyết định với sự may mắn của mình xem có may mắn hay không. Và bây giờ bạn chọn phương án A, Thái Bình. Và phương án trả lời chính xác của câu này là C, Thanh Hóa. Ôi. Vâng, để tôi đọc thông tin cho bạn. Yeah. Một tiếng gà gáy sáu huyện cùng nghe là câu nói dân gian chỉ vùng ngã ba Bông thuộc tỉnh Thanh Hóa, nơi có con sông Mã tách dòng phân nhánh thành sông Lèn, tiếp giáp với các xã Hà Sơn, huyện Hà Trung, Hoàng Khánh, huyện Hoàng Hóa, Châu Lộc, huyện Hậu Lộc, Vĩnh An, huyện Vĩnh Lộc, Định Công, huyện Yên Định và Thiệu Quang, huyện Thiệu Hóa. Đó là lý do mà tại sao mà một con gà gáy mà sáu huyện cùng nghe, bởi vì có sáu huyện tập trung ở khu vực đấy. Dạ vâng. Vâng, hơi tiếc một chút. Dạ vâng. Nhưng tôi thích cách chơi của bạn. Bạn cứ câu nào bạn biết thì bạn nói luôn là biết. Dạ. Câu nào bạn không biết thì bạn dùng quyền trợ giúp. Mà câu nào bạn hết quyền trợ giúp rồi thì bạn bảo là em chơi đến cùng cho vui. Dạ. Và cuối cùng bạn chơi thực hiện đúng như vậy. Tôi thấy là một phần chơi rất thú vị. Dạ vâng. Rồi, chúng ta dành cho bạn một tràng pháo tay ạ. Vâng. Em sẽ ra về phần thưởng 2 triệu đồng. Dạ. Và vâng, cảm ơn em rất nhiều đã đến tham dự chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn em. Dạ. Chào anh ạ. Dạ, chúc anh sức khỏe ạ.